gia đình MC Diệu Linh không nhận hoa viếng trong lễ tang. Theo chia sẻ từ MC Mỹ Lan, tang lễ của Diệu Linh sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 6. Gia đình chuẩn bị sẵn hoa trắng để mọi người đến phúng viếng. Sau 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu quái ác, MC Diệu Linh chút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Bạch Mai vào sáng 13 tháng 6. Sự ra đi của cô ở tuổi 29 khiến bạn bè, đồng nghiệp xót thương. MC Mỹ Lan chia sẻ, nửa đêm qua nghe tin em nhưng không dám tin là sự thật, chỉ mong là có sự nhầm lẫn nào đó sống chết mong manh quá. Lan xin phép ngừng tiếp nhận quà tặng Linh. Những tình cảm và món quà đã sẻ chia, Lan xin phép mang tới gia đình và đặt trước Linh cứu em. Cũng theo thông tin từ Mỹ Lan, tang lễ của MC Diệu Linh được tổ chức vào sáng 16 tháng 6 tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ hỏa táng diễn ra cùng ngày tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ. Gia đình Diệu Linh thông báo không nhận hòa viếng, mà chuẩn bị sẵn những bông hoa trắng để mọi người đến tiễn đưa cô. Trước đó, Mỹ Lan đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ MC Diệu Linh, đề phòng trường hợp cô phải ghép tùy với số tiền lớn. Tuy nhiên, bệnh tình của Diệu Linh diễn biến nhanh, nên quà tặng của bạn bè và đồng nghiệp chưa kịp được trao đến tay. Diệu Linh mắc bệnh ung thư máu từ tháng 6 năm 2018. Tuy nhiên, đến tháng 5 vừa qua, cô mới chia sẻ thông tin này. Diệu Linh từng hóa trị, trải qua 6 lần dùng thuốc nhắm đích. Sau đó, cô sử dụng thuốc viên một dạng hóa chất khô của Mỹ, đến 11 trên 6, bệnh tình của nữ MC chuyển biến xấu. Cô phải chuyển sang bệnh viện Bạch Mai nằm phòng cách ly đặc biệt. Trong quá trình điều trị bệnh trước đó, Diệu Linh luôn giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ. 9X từng tâm sự nhịp sống thay đổi giúp cô biết cách yêu bản thân đúng nghĩa. Cô trải lòng với Dinh, ngoài thời gian đi làm, tôi chỉ ở nhà nấu ăn, cắm hoa, đọc sách, xem phim và tập thể thao nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, tôi gặp gỡ vài người bạn thân, không ra ngoài giao lưu nhiều, bạn quen biết bao nhiêu người không quan trọng quan trọng là khi hoạn nạn bao nhiêu người còn quen biết bạn đôi khi tôi nghĩ rằng cũng nhờ nghịch cảnh tôi có thể hiểu thêm về những người xung quanh tôi biết mình cần trân trọng ai và bỏ đi những mối quan hệ nào không cần thiết